Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Vấn: Vì muốn chuẩn bị để được sư phụ truyền tâm ấn, con đã bắt đầu ăn chay. Nhưng vì vợ của con phản đối, nếu như vậy mà tạo sự bất hòa trong gia đình phải làm sao? Có thể một mặt cãi nhau, một mặt tu hành được không? Sư phụ rất thông cảm với hoàn cảnh của quý vị. Quý vị phải biết rằng sư phụ còn khổ hơn quý vị. Vì vấn đề ăn chay mà sư phụ đã đem lại cho mình rất nhiều phiền phức. Mỗi lần đi giảng kinh đều có rất nhiều người hỏi tại sao phải ăn chay. Nếu sư phụ sửa lại, nói rằng tu hành không cần ăn chay, sư phụ nghĩ rằng cả Đài Loan đều sẽ đến quy y. Như vậy sư phụ sẽ an nhiên, vui vẻ, không có một chút trở ngại gì. Sư phụ bảo quý vị ăn chay là đem phiền phức cho chính mình. Sư phụ còn khổ tâm hơn quý vị. Quý vị cần phải biết rằng quý vị chỉ có một người vợ, còn sư phụ có rất nhiều vợ chồng. Họ đến công kích sư phụ và nói rằng tại sao lại dạy người ta ăn chay? Tôi chưa bao giờ nghe qua điều này. Lạt Ma Tây Tạng không có ăn chay cũng được thành Phật. Chúng ta là những người tu hành, đương nhiên phải gặp rất nhiều chướng ngại. Điều này rất khó tránh được. Nếu tu hành thuận lợi như vậy thì không cần tu hành. Tu hành là một việc không chịu khuất phục những hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng mình cũng cần phải săn sóc gia đình của mình. Dùng lòng yêu thương từ từ giải thích cho vợ nghe, dùng trí huệ, dùng kiến thức khoa học từ từ giải thích cho họ, rồi đến thọ tâm ấn. Nếu vợ không ăn chay, không nấu chay cho quý vị dùng, quý vị tự mình nấu, giúp đỡ lẫn nhau. Công việc của vợ nhiều quá, quý vị không thể tự học nấu. Dạng nhất quý vị không biết cách nấu, có thể đến nơi sư phụ. Sư phụ sẽ chỉ cho quý vị cách nấu thức ăn chay. Có thể là vợ quý vị bận rộn, bây giờ lại nghe quý vị muốn ăn chay, đương nhiên cảm thấy thêm phiền phức, sợ mệt, sợ không biết cách nấu chay cho quý vị ăn. Không nhất định là do cô ấy muốn ngăn trở quý vị, không muốn nấu chay cho quý vị ăn. Nhưng bởi vì năng lực của cô ấy có hạn, buổi sáng đi làm việc về phải săn sóc gia đình, săn sóc con nhỏ, thêm vào quý vị lại muốn ăn chay, đương nhiên cô ấy không thích. Giữa vợ chồng với nhau là dễ dàng nói chuyện nhất, chỉ cần tìm những lúc vui vẻ, nói ngọt ngào với cô ấy, từ từ giải thích cho cô ấy nghe. Không nên ép người ta quá, cũng không nên hấp tấp quá. Có những hoàn cảnh chúng ta có thể giải quyết rất nhanh, nhưng cũng có những hoàn cảnh cần phải từ từ mà nói. Nếu như quý vị làm vậy mà vẫn còn trở ngại, hãy viết thư cho sư phụ. Lúc đó sư phụ giải thích thêm. Chúng ta cần phải đi từng bước một. Hôm nay không được, ngày mai lại thử nữa. Ngày mốt không được, năm sau lại thử. Chỉ cần quý vị có tấm lòng thành, muốn thọ tâm ấn, sư phụ đã giúp đỡ rồi. Cho dù quý vị không có cầu khẩn, sớm tối cũng nhất định sẽ được đến thọ tâm ấn. Dạng nhất cuộc đời này không thể thọ tâm ấn, nhưng rất thích được thọ tâm ấn, rất thích sư phụ, đời sau sẽ được theo sư phụ. Sư phụ sẽ đưa quý vị giải thoát, không có trở ngại gì. Sư phụ không bao giờ bỏ bạn của sư phụ, hiểu không? Lúc mới tu hành rất cần người săn sóc, cũng giống như một đứa bé trước khi trưởng thành, cần phải có người săn sóc. Đợi đến khi nó lớn, lập gia đình rồi, thì không cần phải lo cho nó nữa. Cho nên sư phụ rất tội nghiệp, nếu như quý vị không giải thoát, sư phụ lại phải trở lại. Vâng. Pháp môn Quán Âm là gì? Sư phụ, pháp môn Quán Âm là một pháp môn giúp quý vị một đời giải thoát, đạt được đẳng cấp ở bên trong, đạt được âm thanh của Phật, nhìn thấy được ánh sáng của Phật, sau đó biết được mình là ai. Ánh sáng của Phật là ánh sáng của chúng ta, là bản tánh của chúng ta, là năng lực của chúng ta, chấn động lực của chúng ta. Từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ chúng ta là Phật, là Thượng Đế, cả vũ trụ này đều do chúng ta tạo ra. Vấn: Trong Cơ Đốc giáo có nói đến thánh linh, trong Phật giáo nói là gì? Sư phụ: Là bản lai diện mục, linh hồn, Phật tánh, đại trí huệ, các danh từ đều đồng một nghĩa. Vấn: Phật giáo cũng có nói đến Sa Tăng phải không? Sư phụ:
Thiên Chúa giáo gọi là Satan, Phật giáo nói Ma Dương, Ấn Độ giáo nói Ma Gia, lực lượng phủ định là Ma Dương, Satan, Ma Gia, vân vân. Những danh xưng này đều có cùng một nghĩa. Nhấn, sư phụ truyền pháp cho người, vạn nhất truyền pháp cho người ác, có phải là tạo ác nghiệp không? Sư phụ, đối với sư phụ mà nói không có người ác. Mọi người đều lương thiện, đều là Phật, vốn rất tinh khiết. Nhưng vì rơi vào bùn, cho nên có người dơ chỗ này, có người dơ chỗ kia. Những chỗ dơ khác nhau. Nhưng một lúc sau, khi về nhà rửa sạch sẽ, mọi người đều như nhau. Cho nên cần phải biết con người vốn không có ác. Mọi thứ đều do làm sai, ngộ nhận, không hiểu mà thôi. Vấn. Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ quán thông một số Phật Pháp, bao gồm hiển giáo, mật giáo, phải không? Sư phụ, phải, hiển giáo, mật giáo, vốn đều phải tu Pháp Môn Quán Âm. Chỉ vì càng về sau càng xa cách, càng lúc càng cách xa, cho nên mới biến thành nhiều tôn giáo như vậy. Phật Thích Ca vốn chỉ dạy một pháp môn cao nhất, đó là Pháp Môn Quán Âm, hoặc gọi là Pháp Môn Quán Âm. Những pháp môn khác đều là những pháp phương tiện tạm thời, hiểu không? Thí dụ sư phụ không những chỉ dạy Pháp Môn Quán Âm mà thôi, sư phụ còn dạy người ta niệm Phật A-di-đà, bởi vì có người thích niệm. Đến hỏi sư phụ làm thế nào để niệm rõ ràng hơn, cho nên sư phụ dạy họ cách niệm. Nếu như họ hỏi sư phụ làm thế nào để tu Pháp Môn Quán Âm, đương nhiên sư phụ sẽ dạy cho họ cách tu pháp môn này. Có người tu mật tông lại hỏi sư phụ làm thế nào để quán đảnh. Quán thế nào thì hay hơn? Sư phụ cũng dạy họ cách quán, bởi vì họ không muốn ăn chay, cũng không muốn tu Pháp Môn Quán Âm với sư phụ. Sư phụ không thể cưỡng bách họ tu, nhưng không thể không trả lời câu hỏi của họ. Rất có thể khi người ấy về nhà, viết lên nhật ký: hôm nay Pháp Sư Thanh Hải dạy tôi quán đảnh, quán cái này, quán cái kia, hiểu không? Sư phụ vốn không dạy những thứ đó, nhưng vì họ hỏi, sư phụ mới giúp đỡ cho họ một chút. Hiểu ý của sư phụ không? Sư phụ nghĩ rằng Phật Thích Ca còn tại thế cũng làm như vậy, bởi vì có rất nhiều người tu hành những pháp môn khác nhau đến hỏi Ngài, Ngài không thể không trả lời. Nếu như những người đó không có hỏi Ngài làm thế nào để tu Pháp Môn Quán Âm, đương nhiên Ngài không dạy, bởi vì Phật không thỉnh, không nói. Cho nên sư phụ cũng dạy rất nhiều pháp môn. Trước khi dạy Pháp Môn Quán Âm, sư phụ cũng dạy người ta lại Phật. Bởi vì có một người cứ một mực hỏi sư phụ làm thế nào để giảm phiền não của cô ấy, làm thế nào để thân thể được tráng kiện, làm sao để chồng của cô trở thành một người chồng tốt. Sư phụ không thể nói gì khác hơn. Sư phụ nói, cô nên xét hoàn cảnh của cô thích tu gì thì tu thứ nấy. Sau đó cô lại hỏi sư phụ tu cái gì. Sư phụ nói sư phụ tu Pháp Môn Quán Âm. Cô nói không thích, nhưng cô lại nhất định muốn sư phụ dạy cô làm thế nào để chồng cô tốt một chút, mỗi ngày ở nhà thương yêu cô. Sư phụ nói, cô có thể đi lại Phật mỗi ngày lại 50 lại. Cô nói nhiều quá. Sư phụ nói, vậy lại 30 lại đủ rồi. Cô nói vẫn còn nhiều quá. Sư phụ không còn cách nào hơn, chỉ nói, cô muốn lại thế nào thì tự mình lại. Ý của cô là muốn sư phụ gánh giùm phiền não cho cô, giúp cô săn sóc chồng của cô, để ông ấy tốt hơn một chút. Ý của cô là không muốn làm gì hết, hiểu không? Sư phụ biểu cô lại Phật 50 lại, hoàn cảnh sẽ thay đổi. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì sẽ đổ mồ hôi, sẽ mệt, sẽ không muốn cãi lộn với chồng nữa. Lại Phật cũng là một cách vận động tốt. Mỗi ngày lại như vậy, thân thể sẽ khỏe mạnh, phiền não sẽ giảm bớt. Bởi vì lúc chúng ta mệt, phiền não tương đối đến nhiều hơn. Cho nên lại Phật rất tốt. Sư phụ cũng dạy người ta lại Phật. Sư phụ dạy người rất rõ ràng. Vấn. Tại sao lúc sư phụ khai thị con cảm thấy muốn rơi nước mắt? Sư phụ, rất nhiều người như vậy, bởi vì con người thật của quý vị, chủ nhân của quý vị, linh hồn của quý vị, thánh linh của quý vị cảm động. Nhưng chỉ vì đầu óc quý vị không biết mà thôi. Đầu óc là công cụ của thế giới thứ hai,
Chủ nhân của chúng ta muốn gì, nó cũng không biết. Chủ nhân của chúng ta rơi lệ, đầu óc không thể nào hiểu nổi. Nếu như muốn rơi nước mắt, cứ để nó rơi. Rơi nước mắt cũng có thể rửa sạch một số nghiệp chướng. Đó cũng là một thể nghiệm tốt. Vấn: Khai ngộ có phải là được thành Phật không? Sư phụ: Phải, nhưng thành Phật nhỏ. Mở đại khai ngộ mới thành Phật. Cũng giống như một vị hoàng tử vậy. Vừa mới sinh ra không biết được mình là hoàng tử, khi lớn lên sẽ hiểu được mình là ai, biết được lực lượng của chính mình, biết được sau này mình sẽ làm vị quốc vương, hiểu không? Lúc nhỏ nó cũng là một vị quốc vương tương lai, nhưng lúc đó nó chưa hiểu biết được nhiều. Cũng vậy, chúng ta vừa mới khai ngộ, vừa mới thấy bản chất của chúng ta, nhưng lúc ấy không nhất định có niềm tin mãnh liệt, không nhất định trí huệ đã mở. Cần phải huấn luyện một thời gian lâu, mỗi ngày hiểu một chút, đến lúc đó chúng ta càng ngày càng hiểu rõ. Khai ngộ có thể thành Phật, nhưng chính chúng ta chưa có khẳng định, chưa có tin tưởng mình nhiều như vậy. Vấn: Dùng những lời cầu nguyện không chính đáng để cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát có giúp đỡ không? Sư phụ: Có, bởi vì Phật Bồ Tát không có lòng phân biệt, nhưng đối với chúng ta không tốt. Vừa rồi sư phụ có nói, chúng ta trù một người xuống địa ngục, sau này đến phiên chúng ta xuống địa ngục. Cho nên chúng ta cần phải là người tốt, thích những điều tốt, kỳ vọng vào những đồ vật tốt, chúc cho người khác có những nguyện vọng tốt, sau này những việc tốt ấy sẽ trở lại chúng ta, hiểu không? Đây là những việc rất đơn giản. Khổng Tử cũng có nói, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Vấn: Đẳng cấp của Bồ Tát dựa vào đâu mà phân biệt? Sư phụ: Tu pháp môn Quán Âm cũng sẽ phân biệt rất rõ ràng. Đẳng cấp nào là bất thối Bồ Tát, đẳng cấp nào là sơ địa Bồ Tát. Chúng ta có một hệ thống trắc lượng. Vừa rồi sư phụ có nói, nếu như có hai người đến truyền tâm ấn cùng một lúc, một người lúc trước làm nhiều phước báo, lại còn đọc kinh mấy chục năm, còn một người chỉ vừa mới ăn chay có một ngày, nhưng đẳng cấp lại cao hơn người kia, đến lúc đó mới biết được ai là Bồ Tát. Sư phụ có thể trắc lượng, biết được ai cao, ai thấp. Đến lúc đó chúng ta sẽ không thể ngã mạn, không thể dối người. Chúng ta sẽ thật sự biết rõ đẳng cấp của mình. Nếu không, cả ngày chúng ta sẽ tự dối mình. Đầu óc của chúng ta sẽ dối chúng ta, cho rằng mình vừa cao vừa giỏi. Kết quả khi đến thọ tâm ấn, sư phụ đò chẳng là gì cả. Lúc đó chúng ta sẽ khóc. Nhưng vì sự hiểu biết đó mà cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực tu hành, khiêm tốn hơn một chút. Vấn: Đẳng cấp cao nhất của Phật có phải là không có gì làm không? Sư phụ: có rất nhiều công việc. Bởi vì chúng sinh rất nhiều, mỗi ngày đều bận rộn cầu cứu Ngài. Làm sao mà Ngài không động lòng? Ngay cả chúng ta cầu một người phàm phu, họ cũng động lòng, cũng có thể giúp chúng ta. Huống chi là cầu khẩn đến vị Phật cao nhất, Ngài làm sao mà không đến? Nếu như Ngài không động lòng, điều này nói rằng Ngài không có lòng từ bi. Không phải là Phật cao nhất, chúng ta không cần để ý đến Ngài, có phải như vậy không? Thành Phật là vì muốn độ chúng sanh. Sau khi thành Phật sẽ rất bận rộn, mọi người đều khẩn cầu, cho nên Phật phải gánh trách nhiệm cho toàn cõi vũ trụ này. Vấn: Có phải tất cả chúng sanh, bao gồm cả Phật Bồ Tát, đều tu hành vĩnh viễn không ngừng không? Sư phụ: Ngừng sẽ buồn chết. Nhưng tu hành tới một giai đoạn, những tham sân si vi tế của chúng ta đều được tiêu trừ. Đến lúc đó chúng ta tu hành cũng như không tu hành vậy. Không có thái độ gấp gáp khẩn trương, tôi muốn thành Phật. Đến lúc đó mới có thể nói rằng đạt được Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn không phải là cứu cánh nhất, không phải ngừng ở nơi đó, vẫn tiếp tục tu hành, nhưng tương đối nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như chúng ta học tập rất cố gắng, lúc ở tiểu học đã rất cố gắng, đến trung học cũng rất cố gắng, thì khi lên đại học sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta không nhất định mỗi ngày phải đến trường. Muốn đi nghe thì đi, không muốn thì ở nhà tự học. Muốn tự tu cũng được, nhưng cần phải rất cố gắng, rất khổ cực. Đến khi tốt nghiệp đại học, chúng ta vẫn muốn tiến bộ,
chúng ta vẫn phải tiếp tục học. Chẳng qua nhẹ nhàng hơn một chút, tương đối tự tại hơn. Muốn học thì học, không học thì cũng không quan hệ gì, phải không? Hay mua một cuốn sách có liên quan đến công việc của chúng ta làm, từ từ đọc, càng ngày học càng hiểu. Một bên làm việc, một bên học, có phải như vậy không? Nhưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc ở trường học. Cũng giống như vậy, sau khi thành Phật, đạt được quả vị của Phật, nhưng cũng cần phải tiếp tục học. Cho nên trong Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói, Tam Thế Chư Phật y theo ban nhược Ba La Mật Đa Đắc, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không phải sau khi thành Phật sẽ ngừng ở nơi đây, sẽ an tâm nghỉ ngơi. Không phải, vẫn phải tiếp tục tu hành. Cho nên chúng ta thấy Phật Thích Ca sau khi thành Phật, mỗi ngày vẫn phải ngồi thiền. Sau khi ngồi thiền xong, ra giảng kinh cho đồ đệ của Ngài nghe. Mỗi ngày, Ngài đều tu hành. Không phải thành Phật xong là không tu hành. Vâng, hiện nay chúng ta gặp những điều không vừa ý, có phải là nghiệp chướng không? Sư phụ, phải, nhưng cũng là một thứ phước báo, cho nên nói phiền não là bồ đề, là phước báo. Nghiệp chướng vốn đều như nhau. Lúc chúng ta gặp phải khó khăn, chúng ta không nên để ý đến nó là nghiệp chướng hay là phước báo. Khó khăn là khó khăn, chúng ta cần phải tìm biện pháp giải quyết cái khó khăn này, chứ không hỏi rằng đây là nghiệp chướng hay là phước báo. Hỏi cũng vô ích. Những người tu Pháp Môn Quán Âm muốn giải quyết khó khăn tương đối dễ dàng, nhưng người bình thường muốn giải quyết khó khăn thật không phải dễ. Chẳng, tại sao khi chúng ta sinh ra, những việc của kiếp trước đều quên cả? Sư phụ, bởi vì tất cả những cánh cửa của ký ức của chúng ta đều bị đóng lại, không để cho chúng ta biết. Làm như vậy là tốt cho chúng ta. Giả sử khi chúng ta biết được kiếp trước của chúng ta là một người xấu, ví dụ như Tần Thủy Hoàng, hoặc Hitler, hoặc là những người hung ác, như vậy chúng ta sẽ rất khổ tâm, mỗi ngày hối hận. Như vậy làm sao mà sống? Nếu như kiếp trước của chúng ta là một vị quốc vương rất tốt, đều được mọi người sùng bái, kính yêu, có rất nhiều dương phi, mỹ nữ, bây giờ cái gì cũng không có, ngay cả một người vợ tìm cũng không ra, lúc đó có sống nổi không? Đó là đương nhiên rồi. Quên đi ký ức của quá khứ là tốt, cho nên những cánh cửa của quý vị đều đóng cả lại. Nhưng những người tu hành có lúc sẽ biết được kiếp trước của mình. Trong trường hợp này chúng ta biết phải xử lý như thế nào, hiểu không? Chúng ta chịu được những ảnh hưởng của nó mà không cảm thấy khó chịu, sẽ tiếp nhận sự thật, biến hoàn cảnh trở nên thuận lợi nhất. Nếu không tu hành mà biết được kiếp trước của chúng ta, thì ảnh hưởng của kiếp trước sẽ làm cho chúng ta rất khổ tâm. Cho nên Thượng Đế, hoặc gọi là lực lượng tối cao, tạo hóa, vân vân, mới đem cánh cửa của ký ức đóng lại. Vì như vậy, có ích lợi cho chúng ta. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 16 tháng 3 năm 1988 tại Đài Bắc, Formosa.